Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là con Omni Concept 1.0. Con này bị hiện tượng hư công suất các bạn nhé. Thì, đây công suất chính là bên trái này mình đã sửa. Nhưng hiện tại mình đang lắp tạm hai con sò vào để chạy thử, hai con sò lách vào để thử. Còn lại là hai cái kia nó chỉ là cái vỏ để mình giữ cái không có chạm vào vì các bạn nhé. Mình lắp tạm hai con để mình chạy kép thôi. Thường cả làm công suất những con này là mình rất là kỹ. Đây còn đây vế zin các bạn nhé, đây chính đây con đèn zin nó là con đèn Hitachi này. Đấy. Thì đang chờ đèn xịn nhé các bạn nhé, thì mình cứ làm sẵn đây xong đó là kiếm đèn xịn này. Đây vào cho mấy bạn này, bạn đọc Linh thông qua cái kênh YouTube thì cũng biết mình là hôm nay chủ nhật bạn ấy, bạn hẹn trước rồi nhưng hôm nay bạn đến thì cũng chắc cũng sửa đâu đó rồi hoặc là chụp thì cũng không được các bạn nhé. Vì cái này ấy, cái riêng cái bệnh mà này thì chúng ta phải thật chú ý khi mà nó chết do cái nguyên nhân mà tự nhiên nó chết này các bạn nhé, tự nhiên nó chết này thì chúng ta phải làm ấy, thì như có một số video mình đã giới thiệu ấy, là chúng ta phải chú ý nếu không ấy, là nó sẽ lại chết lại. Đây mình đã làm nhá, đây nhá, đây cả hai vế đều chạy rồi nhá. Bây giờ chỉ chờ con xong rồi, bây giờ chỉ chờ đèn này là xong rồi. Nên tưởng mình bây giờ mình sẽ giới thiệu cái nguyên nhân sâu xa để làm cho nó bị chết các bạn nhé. Thì thường cái này ấy, nó bị hiện tượng này các bạn mở nhỏ thì sẽ không phát hiện các bạn. Thường mà mở nhỏ nó sẽ không phát hiện ra vì nó liên quan đến hồ gọi là hiện tượng tự kích của mặt tần số cao. Thì khi chúng ai mà làm âm đi chúng ta để ý một điều này, luôn luôn có một cái điện trở từ 10 ohm cho đến khoảng 20 mấy ohm, 22 ohm. Thì các bạn nhìn như con này, như có con vỉ công suất con đờ lông nhỉ bạn, thì nó là 10 ohm này, là cái trở xứ 5W này bạn nhá. Thế xong nó lối qua một cái mạch đây, một cái tụ 104 nữa các bạn nhá. Đấy. Thì tùy theo công suất thì cái tụ 104 này sẽ có cái điện áp chịu đựng khoảng 100V đến 200V tùy theo công suất các bạn nhé. Công suất khoảng 100W đổ về thì cái tụ nó chỉ là 100V thôi. Cái tụ gốm này, bạn nhìn này, đấy, chính là cái tụ này, 104 các bạn nhé. Đấy gọi là mạch này, gọi là mạch lọc Jobel. Đây là một cái mạch lọc mà hầu như gần như tất cả các Omni hiện nay đều dùng trừ Omni 2N. Cái thứ hai là những Omni cổ mà dùng biến áp xuất âm hoặc biến áp đảo pha. Thì đặc điểm của cái mạch công suất mà dùng áp xuất âm và áp đảo pha ấy, là nó không cho qua những cái tần số cao. Bản thân khi một cái tần số cao ấy, bản thân mình nó rất cao nên mình không nghe thấy. Tai mình chỉ nghe được từ 20 cho đến khoảng 20-30 km là cùng, tùy theo người. Thế như thường ai mà nghe được cái 20 km là đã km là đã khá giỏi rồi. Cái tần số rất là cao. Mình tay người không thể nghe được, mới chỉ có đo bằng oscillo hoặc bằng kinh nghiệm như mình ấy. Thì như này, đây chính là hai cái con điện trở của cái con này. Đây các bạn nhìn nhá, đây chính là hai con này. Thì cái con bên này là chết nặng này, thì chính là con của cái bên chết công suất rồi này. Con bên này bị nhẹ hơn các bạn nhé. Thì mình đã phải báo bạn chủ máy ấy là để mình xử lý luôn. Nếu không một thời gian nữa, đây nhá, khi mà cái điện trở Jobel ấy nhá, mà nó ở đầu ra đấy, thường nó ở đầu ra đấy, kia ở đầu ra đấy các bạn nhé. Đấy thì là nó mắc xuống nó lối mát đấy bằng một cái điện trở và một cái con điện tụ 104 ấy, thì là nó nóng như này ấy, nghĩa là mạch mình đang bị tự kích tần số cao các bạn nhé. Nguyên nhân tự kích tần số cao nó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất ấy là có thể các bạn thay phải cái đèn, cái nó đủ công suất, đủ mọi yếu tố thì các bạn quên mất một yếu tố, đó là tụ ký sinh. Đây mình sẽ thử cho bạn xem ở bằng qua một cái máy này. Cái này thì nó hơi khó dùng. Đây các bạn nhìn này, trong cái đèn đấy thì nó có một cái tiêu chuẩn này, ngoài dòng điện điện áp đánh thủng nhá, rồi công suất rồi nọ kia dòng điện nhá, thì các bạn chú ý một điều này, đây cái tần số chuyển đổi này, tần số này và cái tụ ký sinh này. Đây như này, con này là cực cao này, tiêu chuẩn cực cao này, 2,5 picofarad. Đấy nhá bạn nhá. Đấy gọi là tụ ký sinh ở con đèn đấy. Thì chính vì nó có 2,5 nên là tần số hoạt động nó rất là cao các bạn nhá, có thể đến 200 MHz. Thì khi chúng ta chọn ấy
nhất là những mạch mà nó liên quan đến đa số ông đi giờ nó dùng visa ấy, thì nó rất dễ bị tích kích. Thế nên nó phải dùng một là cái mạch hồi tiết âm về, vừa là để giữ ổn định mạch làm việc ổn định này, thứ hai phải có cái mạch lọc Jobel các bạn nhé. Trừ một số ông đi cổ không dùng mà dùng tự kích, không dùng mạch mạch visai gọi là cặp visai ấy. Và thứ hai nữa là dùng biến áp xuất âm hoặc biến áp đổ pha thì nó sẽ không cho. Còn những cái con đèn nhỏ nhé các bạn nhé, những con đèn nhỏ đấy là như kiểu A1045 đấy, là hầu như các bạn những con đèn nào mà hệ số cái HFE đấy, gọi hệ số chuyển đổi tín hiệu IBIC đấy, mà nó lớn khoảng trên 100 ấy, thì là chúng ta phải thật chú ý những yếu tố này. Đấy. Hoặc trong các mạch dao động ấy các bạn ạ, trong các mạch dao động ấy thì chúng ta phải chú ý khi thay là chúng ta phải chú ý một yếu tố nữa là cái yếu tố như mình vừa mình nói ấy. Cái máy này không phải nó tiếng ngoài thì mình hơi khó dùng. Đây thì chúng ta phải chú ý cái như mình vừa nói các bạn nhé. Đây chính là con đây mình giới thiệu lại này. Thì nhiều khi nó không ra cái thông số ấy, các bạn đánh cả cái tiền tố vào, ví dụ là D4A4 nhỉ, thì bắn các bạn đánh 2SD nhé, thì nó sẽ ra đủ thông số các bạn ơi. Và những con đèn công suất thì thường hệ số đại nó dưới có mấy chục quân thì nó sẽ không có cái đấy, nó không quan trọng các bạn nhé. Nó rơi những cái con máy mà HFE đấy, nó rơi từ khoảng trên 100 trên cái HFE này trên 100 ấy thì các bạn phải chú ý nhé, tức là cái này chính là cái chuyển đổi từ IB sang IC gọi là số khối đại các bạn nhé. Chứ còn những con đèn công suất thì thường nó chỉ có mấy chục trở về thì nó ít bị nhé. Cái thứ hai là các bạn để ý các cái mạch từ con drive hoặc là con cái nói chung mạch khối đại áp ấy, là bao giờ nó từ C sang E nó có một cái điện trở khoảng độ 100 pix đổ về, từ khoảng 47 pix tùy theo mạch nó thiết kế, bao giờ nó cũng có một cái điện trở vắt từ C sang E à sang B. Đấy chính là cái mạch hồi tiếp tần số cao các bạn nhé, để mạch ổn định không bị tự kích. Khi nó lỏng cái đấy hoặc cái tụ ấy nó bị gãy chân long mạch và nó sẽ gây ra tự kích tần số cao. Các bạn cứ để ý đây, như mình đây một cái vỉ của Việt Nam này. Đây chính là cái này thì nó nhổ rồi. Đây chính các bạn nhìn đây cái điện trở mà Jobel này, các bạn nhìn chưa? Đây, cái này thì nó những 22W, 2W thì tùy theo máy, tùy theo công suất nhé các bạn nhé. Và tùy theo cái mạch, cái tính ổn định của mạch thì nó sẽ cho con này ở cái chỉ số nào. Mấy con tụ 174 các bạn nhìn ra đây chính là nó đây, lối mát này đấy, chính là từ đầu ra luôn đấy, đầu ra loa các bạn nhé, bạn chú ý cho mình cái đấy, tính là từ đầu ra loa đấy. Bao giờ nó gọi lọc Jobel, chính là một nhà vật lý, tên của một nhà vật lý ta nghĩ ra cái mạch lọc này, mặc dù rất đơn giản nhưng hầu như bây giờ đấy các âm đi dân dụng của chúng ta dùng rất nhiều các bạn nhé. Cái này trừ mạch mạch gọi là mạch 2N các bạn nhé, mạch 2N thì nó lại thiết kế mạch kiểu khác để chống hồi tiếp thì nó sẽ không sử dụng cái này nữa. Nên hầu như các mạch chúng ta, nhất là các mạch mà liên quan có vi sai ấy, hầu như các ông đi chúng ta bây giờ dùng ấy, thậm chí kể cả class D đều sử dụng cái mạch kiểu này hết các bạn nhé. Thế các bạn nhìn này, đây nó nóng ấy, khi các bạn nhìn thấy cái chở ấy mà nó nóng lên như này ấy, nóng rực này ấy, như con này nó còn đứt luôn. Khi nó đứt rồi nhá thì mình đảm bảo công suất sẽ rất dễ chết, ăn mở to vẫn là trên này. Đấy nhá, cái chở Jobel này, nó từ như con này là 10 ôm này, cái chở đỏ này của con này mình đã thay rồi các bạn nhé. Thì các bạn khi thay công suất xong các bạn chú ý cái điện chở này nhá. Nếu như nó không tự kích thì các bạn rút ra không sao cả. Hoặc nhà các bạn nhìn các cái mạch này, cái tụ ở chân C đây đây các bạn nhìn này, thường cứ C và B đấy nó có một cái tụ này thì khoảng một chục pix đổ về đấy. Đây các bạn nhìn đây, như nhiều con thì ở mạch công suất thì mình bỏ ra được, nhưng nhiều khi người ta bỏ không sao cả. Nhưng tốt nhất là nếu nó có lên gắn vào các bạn nhé, nó chỉ khoảng 15 pix đổ về đấy, thì chính là mạch CB. Đây các bạn nhìn ra, đây chính là đây chân B đây đúng không, ở đây chân C đúng không, đây cái tụ này này chính là cái tụ này, các bạn cứ nhìn ra ở trên mạch công suất mà sẵn có, và nhất là ở cái khu vực gần mạch vi sai gọi mạch khuếch đại áp ấy, các bạn thật chú ý cho mình nhé. Hầu như các bạn cứ để ý rằng rất hay có cái con từ C sang đây, chính là nó hồi tiếp âm ở ngay trong nội bộ của một cái mạch đó các bạn nhé. Thế nên là khi chúng ta sửa chữa phải để ý. Nên chúng ta có trường hợp những âm đi mà nó lỏng ấy, là lỏng ở phần khuếch đại áp này, lỏng đây các bạn nhìn những cái tụ này này, tụ khoảng 10 là mấy khoảng 47 pix trở về này, nó chỉ cần lỏng một gãy chân nhé, âm đi Việt Nam
các bạn nhé, cắm một vát tự nóng rực này là chiếc công suất ngay lập tức nhé các bạn nhé. Nhất là nó bị gãy chân ấy, những cái mạch Việt Nam mà nó bị han, nó gãy chân kiểu như này này, đây này. Các bạn nhìn nhá, nó rụng chân như này này. Đây, chúng ta như kiểu như này này, thì các bạn lắp đèn công suất phát chết ngay các bạn nhé. Không biết thì đèn dry chứ chắc chết nhé, nhưng mà đèn công suất phát chết ngay. Các bạn tự thấy lắp vào cái nóng rực lên chết ngay. Nó để mà nóng đèn công suất chết đèn công suất thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng cái tự kích trần số cao là một trong những nguyên nhân các bạn nhé. Thì để phát hiện đó, một là mình dùng oxylo, hai là phát hiện là chính là cái điện trở dù beo này. Nó nóng các bạn nhé, nó nóng ấy. Và khi nó đứt rồi ấy, nó nóng xong lâu ngày đứt ấy, thì là mạch rất dễ chết các bạn nhé. Chúng ta khi làm công suất chúng ta phải chú ý này, khi thấy nó nóng này chúng ta phải kiểm tra xem là tụ chiếc nó bị long chân này, hoặc em chúng ta phải thật chú ý xem có bị đứt không. Hoặc là có một trường hợp nữa làm cho tự kích là như này, là do cái mạch nó bị ẩm các bạn nhé, bị ẩm xong nó thối mạch là dẫn đến là nó làm tự kích. Đây là rất dễ chết công suất. Thì thực ra cái khi nó tần số cao đấy mình không nghe thấy thì mạch nó vẫn cứ khuếch đại rất mạnh, chúng ta không nghe thấy. Nên là khi trường hợp như này nhé, mà các bạn mà dùng cái loa siêu check ấy, hoặc như kiểu Pielo một số ấy, mà các bạn lắp vào là chết ngay nhé, thì nó cái check giấy nó sẽ không chết. Vì cái tần số nó cái check giấy nó chỉ rơi tầm khoảng đủ 10 kHz đổ về thôi, 10-12 kHz đổ về thôi các bạn nhé. Check dome thì nó cao hơn một chút, nên là nó sẽ không chết. Giống như là bây giờ này mình cho âm đi vào loa check ấy, thì nó chỉ làm nóng một giây thôi, mở to nó sẽ chết nhưng mà sẽ khó chết các bạn nhé. Còn check giấy là sẽ chết ngay lập tức luôn. À, check điện ấy, check kiểu như ở con Pielo gọi là siêu check các bạn nhé, là sẽ chết ngay lập tức luôn. Nên tại đã có những trường hợp là tự nhiên là sao lại âm đi lắp để chết chắc các bạn nhé. Thì các bạn mà cứ cố tình làm check lại các bạn lại chết. Nhưng mà riêng check giấy thì không bị các bạn nhé. Check giấy vì nó chỉ làm nóng một giây thôi, nó có thể làm om, cứ mở to thì sẽ còn cái tần số nó khá là cao. Đây là mình một kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với mọi người, những các bạn làm thợ phải thật chú ý để phát hiện là chúng ta rất dễ cái điện chính cái mạch dô beo cái trở này nó đứt nhá. Là khi mà có tự kích còn số cao nhá, là nó sẽ bị nóng rực cái này lên đến đứt cái là rất dễ chết mạch công suất luôn các bạn nhá. Nên là chúng ta phải thật chú ý. Đây chính là con này mình nó nằm ở tận trong cho nên mình cũng không đây mình sẽ chính mình thay bằng cái điện trở, nó là điện trở đỏ, nó nằm ở thiết dưới góc dưới, các bạn nhìn điện trở vạch màu xanh không đấy, nằm cạnh hai cái tụ đấy, chính là mình thay qua con đấy đấy, con đúng của nó là cái điện trở đỏ cơ. Đây này, giống này điện trở đỏ nhẹ tay cả bên này luôn. Nên là mình thấy bác này ở Quảng Ninh thì thôi, mình thấy hiện tượng này mình bảo luôn, nhưng thực ra là nếu nhiều khi mình cũng ngại nói ra thì bảo nghĩ mình vòi vĩnh ở cái nọ kia, nghĩ bác ấy ở xa về ngoài đấy nó không có người sửa những cái pa máy nội địa này, bản thân ở đây kiếm đồ đã khó các bạn nhé, riêng con xếp này nó không có thông dụng nên là nó công suất kiếm rất là khó các bạn nhé. Nên là chúng ta phải chú ý khi mà nó cái trở dô beo nó bị, hoặc cả những cái máy mà đi Việt Nam các bạn cứ cắm hờ tự những cái chiếc méo ấy, chiếc méo công suất ấy, thì đấy là bị tích cái tần số cao các bạn nhé. Nên là chúng ta phải thật chú ý khi nào công suất chúng ta thấy như này ấy, chúng ta phải tìm cách xử lý cái hiện tượng như này. Còn công suất thì có nhiều cái lý do nó làm chết, nằm chập loa rồi thì hoặc mạch ổn định dòng, chứ không nhất thiết là cứ phải là chỉ có cái này nó làm chết công suất, một trong nguyên nhân các bạn nhé. Nó không có nhiều đâu, nên những cái này mà các bạn không chú ý cứ thay công suất xong rồi lại chết. Con này nhé là mình đấy đã thay công suất một lần rồi, xong rồi không để ý là cũng lại là chết các bạn nhé. Khi mở to cái là chết ngay, hoặc khi mạch hoặc chúng ta thay sai các cái đèn ấy, nhưng thường cái đèn ấy ở mạch đa số các đèn con chúng ta để ý ấy. Như vừa giờ mình giới thiệu là con A1145 ấy là nó cũng có 2 pick, nó gọi là tụ ký sinh các bạn nhé, tụ ký sinh nó nhất là trong các con đèn trường ở mạch dao động ấy, là mà đèn trường càng chất lượng thì cái tụ của ký sinh này là nó càng nhỏ các bạn nhé. Vì khi mà mạch dao động ấy, chỉ cần khoảng 10 pi thôi là nó làm cho tần số dao động thay đổi rồi. Mới thứ hai nó làm cho cái xung kích mà đấy, hoặc các cái mạch mà đèn kích cho con IGBT ở trong bếp từ chẳng hạn, hoặc trong mạch dao động, nên là chúng ta phải chú ý. Thì thay thế là chúng ta phải thay, không thay lung tung, thay phải con ít nhất phải 4 b giờ lên các bạn nhé.
4 mê. Như con A145 giờ nó lên 200 mê, tức là tụ ký sinh nó có 2 kích cực chuẩn các bạn nhé. Con đèn đé thôi mình mua là đã là 9.000 một con rồi, một cặp đấy là 18.000 các bạn nhé. Nhưng có loại đẻ thì có 5-6.000 thôi, nhưng con của mình mua là 9.000 một con luôn, mà đấy là mình mua nhiều nhé, chứ không phải là mình mua một vài con đâu. Một vài con, chục con đổ về thì này giá khác các bạn nhé, 10.000 con thôi. Một cặp cái đèn con như thế nhà như giống con A03. Con A103 thì tần số nó được qua độ qua 2 mb thôi các bạn nhé. Con A145 nó những 200 MHz nhé. Nên khi mà chúng ta một số mạch chúng ta phải thật chú ý rồi đấy. Nhất là trong dao động này, một trong ni thì những cái mạch cứ đẩy giác này, và các cái tụ kích này các bạn nhìn này, gần cặp xa này nó có các cái tụ kích này, nó mà gãy chân nhá, nó long chân nhá là sẽ chết công suất các bạn nhé. Tự nhiên các bạn chưa có tiếng nào mở có khi nó đã chết rồi nếu nó đứt các bạn nhé. Còn như trường hợp cái này là do nó bị mới tự kích nhẹ thôi thì nó là làm nóng cái này dẫn đến không biết thì chết mấy con này, khi mà nó chết mấy con này nóng quá nó chết đứt mấy con này các bạn nhìn này. Đây, thì cái con bên chết nó lặng nó tối nó này đây, nó còn lột cả cái sơn này ra này các bạn nhìn nhá. Đấy. Đấy, chính các bạn cứ để ý xem tất cả các âm ni trừ âm ni cổ không có mạch hoặc xuất âm biến áp đảo phái áp, còn tất cả âm ni hoặc âm ni hai an các bạn nhé. Hai an nó dùng kiểu khác, vì bản thân cái mạch của tiếp âm ấy nó làm ổn định mạch công suất, thế nhưng mà nó cũng làm một cái để nó cái giải thông của mạch công suất bị thấp đi các bạn nhé. Giải thông nó ảnh hưởng rất lớn, những máy hai an giải thông nó rất là lớn, nó có thể lên 20-30 kHz luôn, từ 20 nhất là về tần số cao nhé, nó bị giới hạn về tần số cao các bạn nhé. Thì khi mà để mạch khuếch đại tần số cao quá rất dễ bị tự kích, nhưng người ta phải dùng các cái tụ hồi tiếp gọi CB ấy, để cho ổn định về nhà, nên là nó dẫn đến là cái tần số cao nó không được sáng bạn nhé. Thế nhưng mà đương nhiên trong âm ni dân dụng ấy thì như đẩy ấy thì nó chỉ rơi tầm khoảng 10 kHz vậy thôi các bạn nhé, mình nghe đã ok rồi. Nhưng nếu như đẩy mà thiết kế lên đến 15 kHz thì nó thật bạn là khi mạch công suất lớn mà lại thiết kế lên để tần số rộng như thế thì mạch rất dễ bị tự kích và chết. Nên tại sao mình nói là khi thiết kế các mạch công suất lớn ấy là bao giờ người ta cũng phải thiết kế kỹ hơn các bạn nhé, để chống tự kích. Mấy hai người ta cũng giới hạn cái tần số ra. Thế tại sao các bạn để ý lo sân khấu ấy, thường là ít khi có ba loa có, nhưng mà cái giải của nó không quá 12 kHz. Còn âm ni dân dụng này có thể lên đến 15, các máy cao cấp có thể lên 20. Các bạn cứ để ý equalizer ấy, mà cái nào mà nó cần nó đến 20 kHz. Đây mình đang nói trong trường hợp là thật nhé, chứ còn không phải như Trung Quốc thì cứ hàng mấy chục cần nhưng mà cuối cùng cũng chẳng giải quyết được cái gì cả thì mình không nói. Thì càng nhiều cần ấy nghĩa là cái giải thông của cái equalizer nó càng lớn các bạn nhé. Video của mình đến đây hết, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.